Oh, today is Canada Day. Happy Canada Day! 151 years. Oh, hôm nay là ngày độc lập của Canada, 151 năm. À, các bạn nên hôm nay nấu chè, đậu xanh. À, tí nữa có thể bỏ dừa vô, bỏ nước dừa vô và bỏ chuối luôn. Lục đậu xanh xong rồi, cái bây giờ bỏ vô cái xay thịt này, mình làm đậu xanh đánh, this mung bean, boil the mung bean and now you put sugar in, you make the thing, okay. This here you put in the frozen for a while, and get a couple of spoon and you put the ice in, drink it very good for summer. Thôi, đậu xanh đánh xong rồi các bạn. Giờ là mình mở ra cái hậu, open it. Open it. Đậu xanh đánh này các bạn, là cái bỏ vô tủ lạnh cho nó đông, rồi khi mình uống thì mình lấy ra khoảng vài muỗng cái bỏ vô đá là uống mùa hè nó không á. This one is a banana soup, sweet soup, banana and coconut sugar and some long bean nữa. Chè chuối chân kiểu Canada. Có cả đậu xanh. Bon appétit. Banana. Here xem là. Let's see. Very good. The banana, this one right now. Good. Good. Okay, thank you, everybody. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.